Trời ơi, tôi được cái gì ba quay đồng đồng của nó cá thả. Cái thả, bán cái thả cho. Mua cái thả. Cái gì? Cái cô nhỏ nhỏ đó. Dạ. Chỉ 25 ngàn à. Thiện mến chào cô chú anh chị. Thì hôm nay Thiện đến chợ Sóc Giang để quay phim mua thả cá phóng sanh. Thì hôm trước số tiền cô Nguyễn Thu Phụng có gửi cho Thiện là 100 đô la Mỹ. Thì ngày hôm nay Thiện đến chợ này để quay phim mua những con cá, con ếch, con lươn để thả trở về sông. Thiện cũng quay một vòng chợ để gửi những hình ảnh này tới tất cả các cô chú anh chị xem cảnh mua bán ở chợ quê buổi sáng. Thì chợ này Thiện cũng đi quay nhiều rồi, nhưng mà chợ này thì bán cá nó nhiều cho nên Thiện ghé chợ này mua, còn những chợ khác thì nó không có cá đồng. Mời mọi người cùng theo chân Thiện nha. Đây như biết gỡ hả ta? Dạ. Này chồng ơi anh hết không? Ký 7 ngàn hả? Dạ. Hả? Mười ngàn có lời không? 11 ngàn á. 10 ngàn. Tại vì nữa ký 3.500 rồi. Rồi con cảm ơn. Cây mùa u nhìn đẹp ha, ghế cái mùa u luôn.
gì luôn ha. Ký nhiêu? Đó, này sống mà thấy nó le lưỡi hết rồi. Sống á, sống không? Sống mà. Sống rồi. Nhiêu con? Cân hết luôn đi. Cá lộn xộn nó mua hết luôn. Cá
đâm. Đổ vô đi, có nước có gì. Để cho mẹ đổ vô luôn đi. Cá lóc bán gì anh? Bạn cá lóc cho. Cho lóc 1 ký 20 ngàn. Mạnh quá rồi đó. Ừ, lý này đọc khoa dữ lắm. Cho lóc 1 ký 20 ngàn. Cho lóc 1 ký 20 ngàn. Nó đập con. Có tiền đổi không? Thôi khỏi rồi cô ơi, cho mượn cái thao đi ăn thả luôn nè. Thả luôn. Coi ăn cá lóc nó nhiêu tiền thả luôn. 2.000. Cá lóc 200g. 45 với 13 là 48 ha. Cái này con này nhiêu nữa? Đây là 58. Này 20 nữa hả? Là 78 ha. Nè thôi tiền đi. Chưa có tiền. Dạ. Thế thì quay thế nữa. Ừ, là tao đố anh. Đâu? Tao nhanh nữa nha. Sáng không chị? Hả, mà nó chết nhiều quá. Một cái cái này ký nhiêu? Rồi cân hết cái này đi. Cho nhanh. Cái này cá chê trắng hay gì? Ký nhiêu rồi chị? Thả nó nhỏ luôn đi. Rồi con cái gì? Cái này 20. Hai chục. Có bông sinh hả? Hai chục nè. Tôi có bông sinh hả? Dạ. Nếu mà mua có bông sinh tôi để vốn lại tôi không có lời đồng. Hai chục. Có tiền lẻ. 20 ngàn đó. 20 đó. Đâu có 20. Ở đây 20 đưa 20 đây đi. Rồi nó thổi 21 ngàn nè. Dạ. Có đợi xíu bên đây thổi đi. Bán lại có 30 phong sinh đó. Tôi không có lời. Không có lời luôn ha. Ừ. Rồi lấy bắt hết luôn. Đây có tiền lẻ không cái xin đỡ lại. Đại cổ á, đại cổ thôi cái chừng kia nè 35. Đại cổ nước có chừng tiền cái nhiêu. Cá lóc đồng mới mua chị đây. Hả? Em mua cái lóc đồng ha. Tôi hả? Rồi bà mấy trăm ký á. Ký 30 ngàn hả? Cái này mua có người ta lợi ha hả chị? Người ta lợi đó. Nếu mà nhà có bán chục, ba chục mà mình tăng ra 33 rồi. Thôi ký 3 thôi. Ừ, có 2 ngàn á. Đổ vô thao này đi nè cho.
là nhiêu? Ba cái ba. Rồi nhà ta đi ba cái ba. Nên đem được 100 đặng. Dạ. Lựa cái sống nghe chị. Sống không mà bảo. Đá bánh cá lên. Cua tao đang ai tụi đây. Giờ tụm lẹ kê. Đi xe quay lại. Dạ. Lựa cho anh thao lấy nữa. Lựa đi. Còn lông mộng. Đặt mặt nhìn đi. Cua bán ký 30 à. Cua giùm đi. Thật. À, mấy con cá trở về xong. Sống đi rồi đẻ con cháu đi. Đừng bị bắt lại nữa nghe. Thả rồi là phải sống đó. Chú 750 ngàn. 24.000 phải không? Dạ. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, trở về xong đi con. Chốt trả thêm 10.000 nữa, không có tiền lẻ. Giờ 20.000 rồi cái này. Rồi lấy cái nhỏ đó vậy. Dạ rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cá trở về xong đây. Đó, này là phần của cô Nguyễn Thu Phụng gửi tiền thả mấy đứa nhỏ, mấy đứa con về với xong đó. Đây mà có hay nhiêu 20.000 ký đó. Ờ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trả về xong đi con. Bạn đông lựa đòe thì khăn ai kê đâu. Cái tinh lệ nó bề đâu. 35.000 con này thì nhé. Người ta đâu cần coi căng đâu mình bán không biết tâm rồi. À, nãy là nhiêu? Cá cá bông sinh mà đâu phải cá ta mua gì ăn đâu. 350, thòi lên 150. Dạ. Hồi nãy hai kia, hai cái mấy con? Hai kia tư mình có bộ này 200g rồi nè con. Còn hai kia 2. 2 kia 2. Rồi cái này 4 kia 1 nè con. 4 kia 1 này 200g còn 3. 3 kia 9. Dạ. Dạ. Cộng tiền này cộng được cái lộ. Rồi. Cái cộng đó tôi bán cái kia cộng. Thì cái cộng vô mua có 4 kia. Nam Mô A Di Đà Phật. Trở về xong nha. Trở về tự nhiên nè. Bự bự hơn đó, 25 mua nữa không? Hả? Bự bự. Cái rô hả? Cái bài này nè, bự hơn con này nữa nè, 25.000 tí. Cá đồng là mua. Cá đồng, cá nuôi. Dạ. Hả? Cá nuôi đó là bắt. Tiếp mua nhiêu này đi. Nếu mà mềm quá trở ra tới chợ. Tiếp mua nhiêu này. Hồi nãy bên đây cá ăn nhiêu tiền? Thứ 20 đó là 2 kg tây, rồi thứ 25 đó là 4 kg 1. 20 kg là 2 kg 2 là coi như 44.000. Dạ, rồi cái 25.000 4 kg 4 kg 2 kg 1 kg 200 g 300 g. Tôi nãy 40 cô thò cho con đi. Đâu có gì. Gì đợi chút xíu nha, để xíu con quay lại trả cho. Đây. Dạ. Hết có 120 lận. Dạ. Ừ, con trong thùng đó kìa. Cái thả dây là chưa có bột dây. Cần cá chứ coi con đủ tiền không? Trời ơi. Có thể cho thiếu năm sao? Thiệt không à? Thiệt. 12 ký 7 sọt này nữa ký. 11 ký 7 và 11 ký 2.
một cái 7 sọt nửa ký còn một cái 2. Dạ. Thì công tiền giùm em đó nha. Ừ. Rồi đi đây một chút lên tính. Rồi cá sạc gần này ấy không? Không không. Nam Mô A Di Đà Phật. Này, cô Nguyễn Thu Phụng gửi tiền để mua thả mấy đứa con về tự nhiên đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Về xong về tự nhiên sống đi. Rồi đây là mấy con lươn. À, trở về với tự nhiên nha con. Lươn nó ký nhiều, trăm mấy không? Ký này 130, 120 vậy. Ký hả? Bán sao mua vậy chứ giờ biết sao vậy? Đâu có trả giá được. Đâu trả giá. Chắc là bán đúng giá nè. Chuối là chuối liền sao? Dùi xuống nước, chuối xinh đi. 40 ngàn phải không? À, ký 20 à. Rồi. Thả luôn. Vì nãy không nói luôn. Đúng rồi, mua hết cái hồi người ta la làng. Hết 100 hả? Ờ, cái đó 100 đó. Còn ký 8 à. Rồi. À, mấy con ếch đồng. Đi bể giò hả? Sống không? Nó sống không? Nó lành hả? Con nó mới lội lại này trong phim mới hay đó. Cá là không nửa ký thì bán cho 20 ngàn. Tôi thêm 2 tấm ở đây vậy thôi. Dạ. 5 tấm. Nhiêu? 1.700.000 chẳng luôn. 700 ngàn chẳng. Để 1.000.000. 1.700.000 hả? 1.700.000. Còn cá nhất nó chưa tính. Dạ. Rồi như cái đủ rồi đó. Mua như đây đủ rồi. À, như vậy là Thiện đã thả xong cái phần tiền mà cô Thu Phụng gửi cho Thiện là 100 đô để thả cá. Thì hôm nay thả có ếch, có lươn, có cá. Nói chung là có trên chợ có gì thì cũng mua hết rồi. Vậy là không có chim nên mình không có thả được. Cho nên Thiện cũng cảm ơn cô Phụng rất là nhiều đã gửi tiền và thả những con cá trở về xong. Có 36 ngàn. Nè 36 ngàn đây. Trở về xong nữa con.